Chào đón quý vị khán giả truyền hình đã cùng với chúng tôi quay trở lại với chương tin VMIMAP 2022. Và đây là một trận tứ kết mà chúng tôi đang mong chờ để gửi đến với quý vị khán giả. Trong số những đội chưa giành thắng cuộc ở vòng loại 1-14 năm nay thì sẽ có thêm một đội được cứu và quay trở lại trở thành một đội đến với vòng tứ kết. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái tên. Chúc mừng cho đội của trường Thực hành Sư phạm Cần Thơ đến từ nhà huấn luyện viên Đàm Minh Khôi. Và đến với vòng tứ kết này thì các bạn sẽ chuyển đến với nhà của huấn luyện viên La Gia Long. Chúng tôi hy vọng rằng cả 8 đội đều sẽ thể hiện mình xuất sắc, xứng đáng với sự yêu mến của các huấn luyện viên và của khán giả năm nay. Và ngày hôm nay sẽ có thêm một sự thay đổi. Đó chính là các huấn luyện viên sẽ không còn ngồi ở vị trí nhận xét nữa, mà từ vòng tứ kết, những chuyên gia của chương trình, những chuyên gia quen thuộc đã trở lại với vị trí ban giám khảo và sẽ là những người đánh giá và đưa ra các nhận xét chi tiết. Hãy cùng chào đón quay trở lại với sân khấu của trường tin năm nay. Vị giám khảo đầu tiên, anh Vũ Anh Tuấn, nhà sáng lập tổ chức Go Debate Việt Nam. Và một vị giám khảo quen thuộc chào đón sự trở lại của chị Nguyễn Ngọc Tú Uyên, đại diện ban chuyên môn của trường tin năm nay. Và cùng với đó, chúng tôi sẽ có những vị giám khảo đặc biệt, đó là một tổ gồm những nhân tố đã từng gắn bó với trường tin và là những người rất hiểu tâm lý của việc đứng ở trên sân khấu và thi đấu. Đó chính là những cựu thí sinh của trường tin. Xin giới thiệu Nguyễn Thị Anh Thư, Vũ Trần Kiều Phan và Lê Trần Quỳnh Anh, những quán quân của trường tin 2021. Và đó là Đoàn Đức Huy, người nói lượt một tốt nhất của trường tin 2020, và Phạm Thảo Giang, á quân trường tin 2021. Các bạn sẽ ở trong tổ cựu thí sinh và cũng sẽ có quyền đưa ra những điểm số quyết định chiến thắng của các đội từ vòng tứ kết này. Hãy cùng trò chuyện một chút với cả những vị giám khảo đã quay trở lại với sân khấu của chúng tôi. Cũng lâu lâu rồi từ mùa trường tin trước mới được gặp lại Vũ Anh Tuấn. Bạn cảm thấy trường tin mùa năm nay thế nào ạ? Thực ra là năm nay được quay lại với trường tin với tư cách là giám khảo thì mình vẫn cảm nhận cái rõ nhất đấy là cái sức nóng của trường quay. Tại vì khi mà đã bước vào vòng tứ kết thì tất cả các đội thi đều rất là tài năng. Nên là khi mà nhìn thấy bây giờ bước vào cái vòng tứ kết là top 8 đội mạnh nhất của trường tin năm nay thì mình rất là hy vọng 4 trận tứ kết và đặc biệt là trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, hấp dẫn, nhưng mà trên hết là thấy được cái tinh thần rực lửa của các thí sinh trường tin. Và quay trở lại với trường tin năm nay, chào mừng chị Nguyễn Ngọc Tú Uyên. Chị thấy trường tin mùa của chúng ta năm nay thế nào ạ? Đến với trường tin từ những ngày casting đầu tiên ở những thành phố như Đà Nẵng hay là Sài Gòn thì chị Uyên đã cảm thấy rằng mùa năm nay chắc chắn sẽ là cái mùa trường tin vô cùng hứa hẹn, bởi vì các bạn thí sinh là những bạn vô cùng tài năng và các bạn đã thể hiện rất là nhiều những cái kỹ năng trên biển mà vào những năm trước khi đi casting thì chị Uyên cũng chưa nhìn thấy nhiều bạn có những cái kỹ năng tốt như vậy. Cho nên đương nhiên là ở trong lượt đấu tứ kết này, chị Uyên sẽ rất là hy vọng các bạn có thể thể hiện được hết những cái khả năng và bản lĩnh của mình. Vâng, trường tin đã làm được một điều tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Từ những mùa đầu tiên, tạo nên một động lực và một phong trào để tập luyện kỹ năng nói, kỹ năng tranh biện, phản biện của các bạn học sinh ở khắp mọi nơi trên cả nước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục thể hiện trong top 8 này những thí sinh xuất sắc nhất. Đây có thể được coi là điểm khởi đầu tiếp theo của họ để chinh phục những cột mốc lớn hơn. Và họ sẽ đến với chúng ta với kiến nghị như thế nào? Kiến nghị của trường tin dành cho trận tứ kết: chúng tôi phản đối sự phát triển của xu hướng thời trang bền vững. Một chủ đề về xã hội và liên quan đến thời trang. Các bạn có thể thấy các kiến nghị của trường tin thường rất rộng mở và đến từ rất là nhiều lĩnh vực: giáo dục, xã hội, môi trường, câu chuyện của gia đình. Đôi lúc có thể là những câu chuyện mang nhiều cảm xúc về tình cảm hơn. Nhưng tôi tin là câu chuyện nào cũng có độ khó của nó và sẽ là thứ kích thích các thí sinh của chúng tôi có thể phát triển kỹ năng và thể hiện được nhiều hơn. Và kiến nghị này sẽ được thực hiện bởi 2 đội. Trận thứ 8 của trường tin VMIMAP là màn đối đầu giữa hai chiến binh của nhà huấn luyện viên Gia Long: trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ và trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Khi mà Thực hành Sư phạm được về nhà thì mình rất là vui, bởi vì nhà mình đón thêm một thành viên mới và mình cũng có cơ hội được giao lưu cũng như là quen biết thêm, hiểu thêm về các bạn học sinh ở trong trại hè.
đối thủ sắp tới của mình là trường Phan Châu Trinh đến từ Đà Nẵng, và kiểu cái bạn ấy là bạn cùng phòng với mình luôn cơ, nên là sau khi mà xem trận đấu vừa rồi thì mình cảm thấy là cái bạn ấy là một đối thủ rất là đáng gờm, để kiểu mình phải gọi là có nhiều chuẩn bị hơn trong cái trận đấu sắp tới. Khi nhận đề thì mình cũng khá là thắc mắc về một số cái khái niệm ở trong đề. Sau khi tìm hiểu thì mình cảm giác là cái lĩnh vực về thời gian rất là thú vị, và mình cảm thấy là mình sẽ có rất là nhiều ý tưởng cũng như là những giá trị để mình có thể nêu ra và nói được trong trận tranh biện này. Bởi vì từ kết sắp tới mình sẽ không phải là người ra vòng quyết định nữa, thế cho nên là mình sẽ chuẩn bị thật là kỹ cho các bạn ấy ở trong trận này ở trên rất nhiều phương diện. Vừa là về nội dung của các bạn phải đảm bảo chỉnh chu, vừa là về liên quan đến phong thái, về phong cách trình bày của các bạn ở trên sân khấu như thế nào, và cũng như là chiến thuật cho các bạn và mang lại một cái phần thể hiện thật sự ấn tượng với tất cả người xem. Ngay cả khi là cặp đội trong nhà với nhau thì đấy cũng sẽ là một trận đấu hay nhất trong số các trận tứ kết sắp tới. Cả 6 bạn đều đã từng đứng bên cạnh tôi, bây giờ lại được ở đây cùng với các bạn, chắc chắn là các bạn cũng sẽ có một chút thay đổi về mặt cảm xúc. Tôi sẽ đến với trường thực hành sư phạm Cần Thơ trước. Phải nói là các bạn là một trường hợp khá đặc biệt. Vâng, lượt là 1-14. Các bạn đã chưa có được chiến thắng nhưng cũng đã có một trận đấu rất là thuyết phục. Theo như tôi nhớ không nhầm thì Lam hôm đó là người nhận được giải thưởng. Vâng. Là người nói tốt nhất tuần nữa. Cảm xúc của bạn hôm nay thế nào? Cảm xúc của em ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui khi mà có thể được quay lại cái sàn đấu này một lần nữa để có thể thể hiện bản thân mình một lần nữa. Và có thể chứng minh cho mọi người thấy là khả năng của tụi em đến đâu. Vâng, hãy chứng minh cho tất cả các khán giả thấy là chúng ta hoàn toàn xứng đáng có mặt ở đây, đúng không ạ? Và phía bên đội phản đối ngày hôm nay, vâng, được gặp lại những gương mặt quen thuộc và có cái phần thể hiện cá nhân của mình rất xuất sắc. Và tôi thấy là ở đội hình của các bạn, cái năng lực nó rất đồng đều, rất đồng đều. Và tôi nghĩ là cho dù ai đối đầu với các bạn đều có sự hồi hộp cả. Các bạn đánh giá đối thủ của mình ngày hôm nay thế nào? Bắt đầu từ em đi Minh. Từ vòng 1-14 thì em đã thấy là các bạn đang đội rất là mạnh rồi. Và cũng là đáng tiếc trận đấu đó các bạn không giành được chiến thắng, nhưng mà em nghĩ là các bạn hoàn toàn có khả năng để chiến thắng bất cứ đối thủ nào trong tranh biện, đúng không ạ? Kể cả em. Và hy vọng các bạn thể hiện thật tốt và sẽ bình tĩnh trong trận đấu này. Hãy quay trở về vị trí ngồi của mình. Xin cảm ơn. Quý vị đang cùng với chúng tôi đến với lượt tranh biện đầu tiên của trường Team VMIMAP 2022. Và đại diện của hai đội, xin mời Trần Anh Quân của đội ủng hộ. Và xin mời Tạ Tấn Minh của đội phản đối. Hai chàng trai sẽ đối đầu với nhau. Hai bạn đã từng nói chuyện với nhau nhiều chưa tại trại hè tranh biện? Dạ vâng, tại vì tụi em là bạn cùng phòng với nhau nè. Bạn cùng phòng thế thì tụi em cũng nói chuyện nhau khá là nhiều ạ. Và các bạn đấu tập với nhau nhiều chưa? Dạ chưa. Chưa? Dạ, hay quá, thế thì đây sẽ là một thứ rất là hồi hộp đây. Mặc dù chưa đấu tập nhưng mà đã xem nhau nhiều rồi, em thấy đối thủ của mình thế nào? Thì em thấy là bạn là người rất là mạnh. Rất mạnh. Vâng ạ. Còn cá nhân em thì sao? Em thấy phần trình diễn ở phòng 1-4 của bạn cũng rất là đáng gờm ạ. Vâng, rất đáng gờm, đánh giá nhau khá cao. Đôi khi những người đàn ông không nói nhiều nhưng mà có thể trong phía trong đang suy nghĩ rất là chi tiết xem là mình nên làm gì ngày hôm nay. Và chúc cho các bạn may mắn. Lượt 1 có 3 phút, đội ủng hộ sẽ đi trước. Và trận tranh biện trường tin của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu! Hiện nay, xã hội đang phát triển theo một xu thế nhanh chóng và mọi thứ đều được thương mại hóa cho các nhà sản xuất được hưởng các nguồn lợi một cách nhanh chóng và tối đa nhất. Tuy nhiên, con người đang chạy theo một thời trang bền vững vì việc bảo vệ môi trường đang là xu hướng chung, một trend đang nổi và khiến họ cảm thấy rằng họ đang bảo vệ môi trường hơn. Và cái việc phát triển xu hướng thời trang bền vững này sẽ là một phong trào thu hút và kéo theo một lượng lớn người đi theo phong trào, và từ đấy thì dẫn đến những hệ lụy trong sự phát triển và việc bảo vệ môi trường trong tương lai. Và xu hướng thời trang hiện nay nó đang dẫn đến nhiều sai lầm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng và ý thức bảo vệ môi trường trong tương lai. Đến với lập trường của đội chúng tôi, đội chúng tôi tới nay để phản đối việc phát triển xu hướng thời trang bền vững, chứ đội chúng tôi không hề phản đối thời trang bền vững. Và đội chúng tôi ở đây không đồng nghĩa đến việc đội chúng tôi sẽ bảo vệ thời trang nhanh. Đến với phần đặc tính hóa của đội chúng tôi, thời trang bền vững là một ngành thời trang được biết đến là thân thiện với môi trường. Nó còn được làm từ các chất liệu hữu cơ và thiên nhiên và nó giảm thiểu các chất gây ô nhiễm môi trường. Và tuy nhiên, việc sản xuất các món đồ này nó vẫn còn tồn rất nhiều năng lượng và nguyên liệu nhất định như nước, những chất xử lý chất liệu và để tạo nên một chiếc áo bảo vệ môi trường. Và những sản phẩm này nó còn
yêu cầu lên sự bảo quản đặc thù. Thì so với những sản phẩm khác, thì bạn mua một chiếc áo bảo vệ môi trường về, bạn phải tính xem là nhiệt độ nước ra sao để bạn giặt được chiếc áo đó. Và người tiêu dùng thì thường họ sẽ không có nhiều động lực để quan tâm đến những vấn đề đấy. Họ sẽ bảo quản sản phẩm chỉ là những mặt hàng quần áo thời trang, và từ đấy những sản phẩm này sẽ không được bền bỉ theo thời gian. Đối với giới trẻ hiện nay, đó chính là đối tượng quan trọng, vì đây là những đối tượng có tầm ảnh hưởng lớn đến với các xu hướng thời trang. Và chúng tôi tin rằng họ chính là đối tượng chính trong trận tranh biện ngày hôm nay. Đến với đặc tính của nhóm đối tượng này, những đối tượng này thường chịu một sự ảnh hưởng rất lớn từ truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Họ có mối quan tâm lớn đến hình ảnh cá nhân, cái sự đánh giá từ người khác dành cho chính mình. Đến với luận điểm một của là chúng tôi, đó chúng tôi mang đến đây một luận điểm: các nhà sản xuất muốn chạy theo một xu hướng người dùng, thì đó khiến cho lợi nhuận từ người tiêu dùng. Còn con người thì sao ạ? Thì con người sẽ quan tâm đến hình ảnh của bản thân mình, từ đấy sẽ tạo ra một xu hướng lựa chọn nhanh. Đến chúng tôi muốn cho các bạn hiểu rõ hơn về những người tham gia này. Phong trào nó chỉ là một xu hướng thường để theo trend và sự hới của chính xã hội. Vì tâm lý của giới trẻ hiện nay chính là bị ảnh hưởng bởi truyền thông, mạng xã hội, và sẽ không ai muốn bị lạc hậu, bị lạc lõng với chính cái xã hội của chính mình, và thậm chí trở nên khác biệt cả. Và ai cũng muốn rằng mình sẽ là một người được đặc biệt, người được đánh giá tốt, văn minh và biết bảo vệ môi trường. Và từ đấy sẽ dẫn đến việc mua các quần áo này nó chỉ đi theo xu hướng, và mục đích chính là không có bảo vệ môi trường, mà chỉ là việc xây dựng hình ảnh cá nhân của họ, và tạo lực động lực để những người này tìm hiểu kỹ về các đồ bảo vệ môi trường này. Thực sự nó chỉ là không có, và họ chỉ đơn giản là mua để củng cố cho chính hình ảnh cá nhân của chính bản thân mình. Và những nhãn hàng ở thời trang ở phía các bạn sẽ nắm bắt được thị hiếu khách hàng, chứ không phải vì mục tiêu bảo vệ môi trường. Vì khi thay đổi việc bắt đầu các ngành thời trang này thì là một việc rất là đắt đỏ, dẫn đến việc tiêu tốn rất nhiều kinh tế. Các nhà sản xuất họ chỉ cần việc nắm bắt được tâm lý của giới trẻ, của những người tiêu dùng hiện nay thôi. Và điều này sẽ dẫn đến việc thời trang bền vững phát triển, thì nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng sẽ tăng cao. Các nhãn hàng thời trang lớn trên thế giới quảng bá rằng thời trang của mình sẽ là một thời trang bền vững. Tuy nhiên họ dùng cách này để thu hút khách hàng của mình đến với thời trang của mình, vì nhà sản xuất nào cũng mong muốn kiếm lại được lợi nhuận và thu nhập được cao. Nhưng thật ra khi bên trong họ vẫn không hề đi đúng với quy định mà chính họ được đặt ra từ đầu, mà họ chỉ đang tự tin công bố với công chúng rằng khách hàng hàng ngày của họ rằng sản phẩm của thời trang bền vững, trong khi có thể là mặc một mặt hàng khác, đó là một mặt hàng cận với thời trang bền vững. Nhưng H&M, một nhãn hàng thời trang nhanh phổ biến trên thế giới, đã truyền thông với những khẩu hiệu làm người ta hiểu lầm là họ đang thay đổi ngành thời trang bền vững này. Nhưng sau đó khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, ngành thời trang này họ không hề thực hiện đúng theo những gì họ đã nói ra, mà họ chỉ đang thay đổi chính là khẩu hiệu của chính họ. Và tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình đây. Bảo vệ bằng một cách bào mòn, đó là chính là vấn đề mà bên thế giới các bạn đã gặp phải. Đầu tiên hãy cùng đến số phần phản biện. Các bạn nói rằng là bên thế giới chúng tôi mọi quy trình mặc dù như thế nào nữa nó còn sẽ xuống tưởng có tốn sự không. Điều này chúng tôi sẽ giải quyết trong một luận điểm của mình. Thứ hai là về vấn đề các bạn nói rằng là các công ty thực ra họ không có một cái động lực nào để họ thực sự thay đổi, mà họ chỉ có đánh lừa những người dân thôi. Nhưng ít nhất bên thế giới chúng tôi khi mà có một xu hướng đó thì ít nhất chúng tôi sẽ đảm bảo là những cái công ty có một cái động lực hơn để họ ít nhất họ thay đổi dùng một chút ít. Có thể là không phải là hoàn toàn tất cả là thay đổi về việc bảo vệ môi trường, nhưng ít nhất họ có động lực để làm cái điều đó. Thứ hai nữa là khi mà chúng tôi phổ cập đến nhiều người hơn thì người ta sẽ có một nhận thức rõ hơn là việc là thực tế là cái bản chất là việc này nó đang như thế nào. Thì khi mà người dân họ đang có một nhận thức rõ hơn rồi thì rõ ràng là những công ty họ càng có một động lực là để họ không làm những việc đó nữa. Ok, vậy thì cùng đến với phần luận điểm của chúng tôi. Đầu tiên phần bối cảnh, các bạn không làm thực sự rõ phần bối cảnh chúng ta chuẩn bị ngày hôm nay. Bối cảnh chúng ta là gì? Môi trường đã bị tổn hại vô cùng nặng nề khi mà thực tế ngành thời trang là ngành công nghiệp gây ô nhiễm thứ hai trên thế giới theo VN Economy. Nó chiếm tới 10% khí thải nhà kính và 20% nước thải toàn cầu. Theo đó còn là những vấn đề về các nhóm đối tượng yếu thế như là người nghèo, họ còng lưng chạy theo những cái xu hướng mà cái bên đã đặt ra. Chưa kể nữa là lực lượng công nhân tại nhà máy đang làm việc trong một môi trường tệ như thế nào. Chúng ta sẽ đặc tính hóa lại những cái thời trang bình vẫn là gì. Các bạn nói rằng là thời trang bình vẫn nó vẫn còn nói những vấn đề về sự rác thải hay là vấn đề về môi trường. Nhưng thực tế là gì? Mọi quy trình nó đều đảm bảo sự an toàn và cho cả con người công nhân cũng như là cả về môi trường, nó sẽ đảm bảo một sự thân thiện đối với môi trường. Và chúng tôi bảo vệ cho sự chú trọng về chất lượng vòng đời sử dụng và hướng tới cái từ start sử dụng hơn, và đó chính là sự bổ sung của tôi dành cho phần đặc tính hóa. Chưa kể hai thằng to chúng tôi đây là gì? Một, bảo vệ môi trường, và thứ hai, lợi ích của nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội chúng tôi. Luận điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế tốt như thế nào. Thứ nhất, người tiêu dùng, đặc biệt là người nghèo. Hiện nay bên thế giới các bạn họ sẽ có xu hướng, những cái hãng họ có xu hướng là họ những thời gian nhanh họ chiếm lĩnh thị trường. Các bạn nói rằng bạn không bảo vệ thời gian nhanh, nhưng đó chính là cái xu hướng mà cái đó là cái hiện trạng ở bên thế giới của bạn. Ok, họ đang có mình thấy là họ giảm thiểu chi phí sản xuất và đồng thời là tối ưu hóa vòng đời sử dụng, vì mục đích của thời gian nhanh hay mục đích của bên thế giới của bạn đó chính là để khách hàng tìm tới họ để mua lại những sản phẩm, chứ không phải là để khách hàng sử dụng một sản phẩm trong một thời gian lâu dài. Vậy thì những sản phẩm tiêu đến người tiêu dùng nó sẽ luôn luôn là không đạt được chất lượng đúng với những gì mà họ đã bỏ ra. Vậy thì bên thế giới chúng tôi khi mà có xu hướng thời trang bền vững phát triển thì thị trường second hand nó sẽ phát triển hơn. Đây là vì sao? Bởi vì là sẽ có rất nhiều hàng nó bền vững hơn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Điều đó sẽ khiến cho nhóm đối tượng chính của chúng tôi là nhóm đối tượng người nghèo họ có một cái động lực cũng như là có một cái giá trị hợp lý hơn để họ có thể bỏ ra một số tiền hợp lý và vẫn có được giá trị, có được những bộ đồ nó sự chất lượng. Thứ hai, khi thành xu hướng thì đây này sẽ tốt như thế nào? Thứ nhất, chúng tôi sẽ bảo vệ một
bảo vệ một tiết kiệm lâu dài một giá trị mà bên khách hàng không đạt được. Có nghĩa là gì? Có thể rằng là chúng ta sẽ bỏ nhiều tiền hơn cho một sản phẩm, nhưng ít nhất sản phẩm nó dùng được rất lâu thay vì một việc là bạn bỏ ít tiền hơn những cái đồ đó bạn chỉ bỏ một lần và các bạn bỏ đó là thế giới mà chúng tôi đạt được. Thứ hai là bên các bạn, mọi người đều phải chạy theo một cái xu hướng. Có nghĩa là gì? Mặc dù những cái đồ này là rẻ nhưng nó phải nhanh và nó phải kịp theo xu hướng. Đúng như các bạn nói, họ luôn luôn có một cái tâm lý là họ muốn chạy theo xu hướng, và điều đó thì khiến cho những người mà họ không có thu nhập thực sự tốt như là những người nghèo, họ không có một cái động lực cũng như là có khả năng để thu nhập hay là có thể chạy theo những cái xu hướng mà các bạn bên các bạn đặt ra, thì họ sẽ càng có một cái động lực để không bảo vệ trong thế giới còn hơn. Thứ hai là chính là nhóm đối tượng người công dân trong xã hội các bạn. Hiện nay các hãng hàng thời trang đang xu hướng giảm chi phí và tối đa sản lượng, có nghĩa là gì? Làm nhiều nhưng mà tiền ít. Có nghĩa là trong thực tế là một trẻ em có thể làm trong mình tới 14 tiếng một ngày nhưng chỉ nhận được một đôi trong một cái điều kiện không hề tốt như thế nào, môi trường không hề đảm bảo bất kỳ một cái sự an toàn nào cả. Vậy thì đó chính là một vấn đề mà bên thế giới các bạn không đạt được, mà vấn đề bên thế giới chúng tôi sẽ bảo vệ trong chuyện như biển hôm nay. Xin kết thúc cùng bạn nữa. Cảm ơn hai chàng trai, các bạn đã hoàn thành xong lượt thứ nhất. Chúng ta sẽ chờ đợi những nhận xét của ban giám khảo. Tôi muốn nghe nhận xét của chị Uyên. Xin mời chị. Ở lượt nói thứ nhất thì chị nghĩ rằng các bạn hiện tại chỉ đang ở mức độ tiếp cận với kiến nghị này, và chị đang thấy hơi bối rối một tí xíu với một số cái vấn đề mà các bạn đưa ra, bởi vì đội thực hành sư phạm Cần Thơ đang coi một nhãn hàng thời trang nhanh đang lợi dụng cái xu hướng phát triển thời trang bền vững, và họ có những cái sản phẩm được gọi là thời trang bền vững, đúng không? Nhưng mà ở bên đội phản đối thì các bạn lại gọi cái nhãn hàng đó là vẫn là nhãn hàng thời trang nhanh. Thì giờ chị đang không hiểu rằng là cái nhãn hàng thời trang mà các bạn đang nói đến nó là thời trang nhanh hay nó là thời trang bền vững. Vấn đề thứ hai là đối với đội ủng hộ, các bạn nói rất nhiều về việc là có những nhãn hàng thời trang nhanh mới giả danh thời trang bền vững, và họ mới đưa ra những cái slogan, những cái quảng bá vân vân, nhưng thực sự họ không đi đúng cái quy định này. Thì chị đang chưa nhìn thấy được cái động lực vì sao họ lại thực hiện cái điều này, cho nên ở trong cái phần trình bày của các bạn thì chị thấy nó đang hơi bị thiếu một tí xíu những cái tiền đề cần phải chứng minh. Đối với đội phản đối, chị nghĩ rằng các bạn có một cái bài nói rất là gọn gàng và những điều mà chị cần nghe ở trong một trận đấu, thì chị nhận thấy được chỉ có điều là cái đoạn mâu thuẫn thì nó đang hơi không được rõ một tí xíu với chị mà thôi. Vâng, cảm ơn chị Uyên. Mời anh Tuấn ạ. Cũng để tiếp tục câu chuyện mà anh Trần Ngọc vừa mới hỏi hai bạn, thì thực ra là mình là một người cũng không quá hiểu biết về thời trang, thì thực sự là cảm thấy là sau lượt một là hơi thiếu. Vì nghe xong mình cũng chưa có một cái sự tưởng tượng rất là rõ ràng. Đặc biệt là đội ủng hộ, khi mà các bạn lên đây và các bạn có một cái bức tranh là em không phản đối thời trang bền vững, em phản đối xu hướng thời trang bền vững, đúng không? Thế thì câu chuyện lúc này đặt ra cho đội ủng hộ phải chứng minh là cái xu hướng của nó với bản thân nó khác nhau như thế nào. Hai là bản thân nó có tự trở thành một xu hướng này hay không. Đây là một cái mà nếu mà các bạn không làm rõ thì rất là khó để các bạn có thể gọi là chứng minh là tại sao em chỉ phản đối cái này mà em không phản đối cái kia, đúng không ạ? Nếu không bạn không thể lập lờ giữa cả hai được. Câu chuyện xảy ra với đội phản đối cũng là các bạn cũng không tấn công vào cái câu chuyện đấy. Nên là đến phút cuối cùng mình cũng hơi bị mông lung ở giữa. Thế thì câu chuyện là cái thế giới thực sự của cả hai bạn trông, tức là cái phe các bạn ủng hộ trông nó sẽ có cái gì độc nhất của nó. Thì mình rất là hy vọng là đến lượt 2 của hai đội thì hai đội sẽ làm rõ hơn những cái điểm này cho mình. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ là phần đánh giá cho điểm. Chúng ta sẽ có phần cho điểm của ngoài hai huấn luyện viên đang ngồi ở đây sẽ là hội đồng cựu thí sinh của trường tin nữa. Đánh giá của các cựu thí sinh như thế nào? Xin mời. Xin chúc mừng. 10 điểm đầu tiên đã dành cho đội phản đối. Xin mời chị Uyên ạ. Ở trong lượt đấu đầu tiên này, chị cũng sẽ dành 10 điểm của mình cho đội phản đối. Cảm ơn chị. Anh Tuấn. Ở lượt đầu tiên thì mình cũng dành 10 điểm của mình cho đội phản đối. Chúng ta có một chiến thắng thuyết phục 30-0 và chúng tôi xin chúc mừng đội phản đối một lần nữa. Và với đội ủng hộ thì các bạn cũng đừng coi đó là một áp lực lớn quá, đó mới chỉ là vòng đầu tiên thôi và bạn cũng đã làm rất tốt. Cảm ơn hai bạn đã quay trở lại. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít giây trước khi đến với phần tiếp theo của trường tin ngày hôm nay. Ở lượt thứ nhất, đội ủng hộ đưa ra lập trường phản đối phong trào các doanh nghiệp chạy theo xu hướng thời trang bền vững, nhưng đồng thời cũng không ủng hộ thời trang nhanh. Họ đưa ra luận điểm cho rằng xu hướng này sẽ khiến các doanh nghiệp tận dụng phong trào thời trang bền vững, nhưng sản phẩm lại không đảm bảo yêu cầu về tính bền vững. Đội phản đối phản biện lại cho rằng về vấn đề môi trường, ít nhất họ có thể thay đổi ý thức của doanh nghiệp, trong khi đó thời trang nhanh vẫn sẽ tồn tại ở phe ủng hộ. Ngoài ra, họ đưa ra hai luận điểm
Thứ nhất, người tiêu dùng nghèo có thể tiếp cận với đồ second hand bền hơn do đặc tính của thời trang bền vững. Thứ hai, nhân công lao động giờ cũng có thể làm việc trong điều kiện sản xuất được cải thiện. Trường tin VMIMAP 2022 và đây là trận tứ kết đầu tiên của năm nay. Chúng ta đã có một khởi đầu rất thuận lợi cho đội phản đối rồi. Và tôi hy vọng rằng đó sẽ là một thời điểm mà đội ủng hộ thấy mình cần phải bật lên và gỡ hòa ngay lập tức ở lượt 2 này. Hãy xem lượt 2 sẽ diễn ra như thế nào cùng với hai thí sinh. Đại diện của đội ủng hộ xin mời Nguyễn Ngọc Nguyễn và đại diện cho đội phản đối xin mời Lê Anh Chi. Không biết là quý vị khán giả và các bạn có thấy giống tôi không? Tôi thấy có một điểm, nhiều điểm tương đồng giữa hai cô bạn này. Từ đặc biệt là cách các bạn cười và đôi mắt trông nó có một sự thiện cảm giống nhau. Có lẽ là kiểu các bạn để tóc cũng hơi na ná một chút nữa. Ở bên này thì chúng ta có Chi này. Và Chi, em không biết em có xem trận vòng 1-14 của đội bạn không? Thật ra thì cái trận đó là cái trận mà em ngồi vỗ tay nhiều nhất và em ủng hộ cho đội vẽ rất là nhiều. Thế à? Dạ. Em có nhớ phần giới thiệu của bạn ý khi mà xuất hiện không? Dạ em nhớ. Viên ngọc của dòng họ Nguyễn đang đến với lượt của mình. Các bạn hãy cố gắng hết sức. Lợi thế khởi đầu đã có, nhưng đó không phải là tất cả, đúng không ạ? Đồng thời với bạn cũng vậy. Đó không phải là điều gì quá bất lợi. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện tốt phần này. Chúng ta có 4 phút cho mỗi đội và sẽ có quyền đặt câu hỏi. Đội ủng hộ sẽ là đội đi trước. Lượt thứ 2 của trận tranh biện trường tin ngày hôm nay bắt đầu. Trước tiên, tôi xin khẳng định lại một lần nữa lập trường của đội chúng tôi ngày hôm nay. Đó là chúng tôi phản đối cái sự phát triển của xu hướng thời trang bền vững. Chứ chúng tôi không phản đối thời trang bền vững. Hãy để đến một số phản biện dành cho đội bạn. Thứ nhất, các bạn cho rằng các công ty trong đội bạn có động lực thay đổi. Nhưng rõ ràng điều này nó sẽ không thể nào xảy ra được. Bởi vì khi cái xu hướng của các bạn phát triển thì rõ ràng họ sẽ chạy theo những cái nhu cầu là người dùng. Thứ họ quan trọng, đặc biệt quan trọng là lợi nhuận của họ sẽ được đẩy lên cao. Và rõ ràng là họ sẽ không có một cái động lực nào để thay đổi. Và thứ hai, con người của các bạn sẽ có nhận thức rõ ràng hơn. Tuy nhiên, tôi xin không nhận. Cái nhận thức của người ta sẽ như thế nào? Người ta sẽ bảo vệ môi trường hay là người ta chỉ mua quần áo bảo vệ môi trường? Và vấn đề thứ ba là cái chất lượng sản phẩm của các bạn, tôi xin không nhận. Và phù hợp với người nghèo, rõ ràng khi chất lượng sản phẩm cao thì nó đòi hỏi những cái chi phí gia công hoặc là những cái chất liệu sản phẩm, rồi thì những cái chi phí chi trả nó rất là cao. Chính vì thế mà giá thành đưa ra nó cũng cao. Và làm sao mà các bạn đáp ứng được nhu cầu người nghèo được khi mà người ta không có đủ điều kiện để mà tiếp cận đến nó? Tiếp theo, đi đến phần bổ sung lượng điểm cho đội chúng tôi. Trong một thế giới mà thời trang bền vững vẫn chưa thực sự trở thành trào lưu thì đã có những cái mặt tồi tệ của nó xuất hiện. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu khi mà thời trang bền vững trở thành xu hướng thời trang thì sẽ có bao nhiêu nhãn hàng tuyên bố rằng mình là thời trang bền vững? Chúng tôi tin rằng khi nó trở thành xu hướng thì sẽ có hàng loạt các nhãn hàng tuyên bố rằng sản phẩm của họ là sản phẩm bền vững. Thế thì khi đó người tiêu dùng sẽ có hai xu hướng hoạt động hành động chính. Thứ nhất, họ có thể phớt lờ những cái sự lừa dối đó và vẫn tiếp tục ủng hộ những cái mặt hàng gắn mác thời trang bền vững này. Và thế thì cái thế giới các bạn diễn ra nó vẫn như hiện tại. Và điều là thay đổi duy nhất đó chính là những người tiêu dùng họ sẽ có thêm một động lực để tăng nhu cầu mua sắm của mình, vì họ sẽ có thêm một lý do là bảo vệ môi trường để mua thêm. Và điều tồi tệ là gì? Họ vẫn nghĩ cái hành động này là một điều tốt thưa các bạn. Và thứ hai, người tiêu dùng thật sự có nhu cầu về thời trang bền vững trong tương lai sẽ rất khó khăn để theo đuổi cái điều này, bởi vì họ không có một cái cơ sở nào để dựa vào và để tìm kiếm các thông tin, các tư liệu liên quan hoặc là các nhãn hàng thật sự là thời trang bền vững. Thế thì cái sự mua sắm của họ sẽ phức tạp hơn bao giờ hết, và người tiêu dùng có nhu cầu thực sự khó khăn trong cái việc lựa chọn những cái nhãn hàng này. Và từ những gì tôi và người một vừa trình bày, bản chất thực sự của thời trang bền vững sẽ không tồn tại ở thế giới ủng hộ cái sự phát triển của nó, và chẳng có một chiến dịch bảo vệ môi trường nào thực sự được thực hiện. Và tất cả những cái giá trị đội bạn đang cố gắng chứng minh đều đang bị sụp đổ, và nó còn gây ra những cái hậu quả cho người tiêu dùng. Đến với luận điểm 2 của đội chúng tôi, sự đánh giá thiển cận về thời trang bền vững và việc điều khiển suy nghĩ của người tiêu dùng. Thứ nhất, khi các nhãn hàng thời trang muốn quảng bá thời trang bền vững của họ, họ sẽ phải thực hiện rất nhiều chiến dịch lớn để tẩy xanh, và họ sẽ nói với người tiêu dùng rằng khi mua món đồ này, bạn đang làm một phần để bảo vệ môi trường đấy, hãy tiếp tục thực hiện nó đi. Khi ấy, thời trang bền vững phát triển đi kèm với thông điệp về bảo vệ môi trường, thì bây giờ người tiêu dùng sẽ có thêm lý do để mua sản phẩm, vì họ tin rằng khi mua sản phẩm này là họ đang bảo vệ môi trường. Không biết
chúng tôi không biết việc làm này có thực sự là bảo vệ môi trường hay không, nhưng chắc chắn rằng nó đã được gắn mác bảo vệ môi trường. Thế thì nhu cầu mua sắm tăng, dẫn đến hình thành một lối suy nghĩ khi mua quần áo bền vững là cách tuyệt vời để bảo vệ môi trường. Trong khi đó, các nhãn hàng mới là thứ thực sự cần phải thay đổi, các công ty mới là thứ thực sự cần để thay đổi để mà bảo vệ môi trường và để môi trường phát triển một cách bền vững hơn. Thế thì khi mặc một cái áo đến từ thời trang bền vững, họ cũng đang lan truyền cái thông điệp bảo vệ môi trường. Nhưng mà những cái người sử dụng thời trang bình thường đó, họ sẽ như thế nào? Họ sẽ bị chỉ trích, họ sẽ bị xa lánh, hoặc là nhận nhiều áp lực từ việc bảo vệ môi trường rằng họ phải mặc những cái bộ trang phục đến từ những cái nền thời trang bình thường như vậy. Và hệ quả đó là gì ạ? Đó là sự lựa chọn của người tiêu dùng bị giới hạn bởi chính cái xu hướng bảo vệ môi trường của thế giới các bạn. Thứ hai, bây giờ bảo vệ môi trường được xem là sử dụng thời trang bền vững, và cá nhân họ sẽ là người đi mua quần áo và bảo vệ môi trường. Không còn một ai thực sự đặt áp lực thay đổi bản chất những cái nguyên nhân lớn gây ảnh hưởng đến môi trường như là các nhà máy hoặc là các trách nhiệm của công ty. Thế thì các công ty ở đội phản đối, họ sẽ dễ dàng trốn tránh trách nhiệm của bản thân và che mắt người tiêu dùng. Chính vì thế mà các công ty ở thế giới của bạn không hề có một cái động lực nào để thay đổi. Và rõ ràng thông điệp về bảo vệ môi trường của thời trang bền vững sẽ bị truyền bá sai. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với cái mục tiêu mà thời trang bền vững đang hướng đến. Với sau tất cả những gì đội ủng hộ đã chứng minh, tôi tin rằng chúng ta không nên phát triển xu hướng thời trang bền vững. Tôi xin cảm ơn. Không ủng hộ thời trang nhanh nhưng cũng phản đối sự phát triển của xu hướng thời trang bền vững, vậy thì rốt cuộc đội ủng hộ đây đang đến cho chúng tôi một thế giới trong như thế nào? Họ chưa bao giờ chứng minh và chưa bao giờ vẽ cho chúng tôi điều đó. Đến với một số phản biện tôi dành cho đội ủng hộ. Đầu tiên, cái vấn đề về việc là những người mua họ sẽ chỉ mua cái này theo trend mà thôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe được cái tác động tiêu cực của việc này. Ít ra họ mua cái đó theo trend, nhưng ít ra những cái tác động thực tiễn ở đây là gì? Họ vẫn mang một cái bộ đồ mà nó sao thân thiện với môi trường hơn so với những cái bộ đồ làm từ sợi ni lông của thế giới các bạn, thì cái động lực của họ là xấu hay tốt đi chăng nữa thì cách nó tác động thực tiễn bây giờ nó vẫn tồn tại với chúng tôi. Vấn đề thứ hai về cái việc những công ty tải xanh, chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ khó có thể có cái cơ hội để xảy ra hơn. Tại vì sao? Thứ nhất, các công ty này nếu như họ thực sự làm điều này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của những cái doanh nghiệp này khi người dùng đối chiếu cái thông tin quảng cáo so với cái sản phẩm thật họ nhận được. Thứ hai, khi thời trang bền vững trở thành một cái xu hướng mạnh mẽ thì các cái doanh nghiệp càng cùng quảng cáo có hình ảnh bảo vệ môi trường hơn, thì cái việc tuyên truyền giả sẽ không thực sự tạo ra nhiều lợi ích cho các cái doanh nghiệp này đến như thế. Và kể cả khi điều này thực sự xảy ra thì như thế nào, kể cả khi họ những cái công ty này họ tải xanh thì họ còn phải làm một cái tác động thực tiễn ở đó để họ có thể marketing để mà người dùng tin rằng là họ đang thực sự là làm cái sản phẩm của họ trở nên xanh hơn. Thì kể cả khi như vậy, kể cả khi họ chỉ giảm được 50% lượng nhựa trong một cái chai thôi thì ít ra rằng là họ đã giảm được 50% lượng nhựa ấy rồi, so với một thế giới mà họ không có động lực để làm những điều đó. Vậy thì đến với luận điểm hai của chúng tôi, xu hướng thời trang bền vững nó sẽ cải thiện vấn đề về môi trường này tốt hơn như thế nào? Ba cơ chế. Đầu tiên, bản chất của thời trang bền vững là gì? Là người ta sử dụng những cái nguồn nguyên liệu mà nó thân thiện hơn với môi trường, như chẳng hạn như là cái sợi đai, sợi cô tông vân vân. Vậy thì nó sẽ trực tiếp làm tăng cái tuổi thọ của sản phẩm. Bên cạnh đó thì còn tăng cái khả năng tái chế để sử dụng và cũng như là giảm được cái lượng rác thải trong môi trường, một thứ mà các bạn chưa bao giờ giải quyết được ở thế giới của chúng tôi. Vì theo như You've Got, ở thế giới của các bạn, 43% dân số sẽ vứt một món đồ chỉ sau một lần mặc, và đó là thực trạng mà các bạn chưa bao giờ giải quyết được cho chúng tôi trong nội dung hôm nay. Thứ hai, tâm lý và hành vi của người dùng trong ra sao? Thời trang là một cái lĩnh vực mà mọi người rất là quan tâm, mà thì khi mà xu hướng thời trang bền vững phát triển thì nó sẽ làm cho người dùng có nhận thức hơn, vì nó trở thành một xu hướng và nhiều người biết đến nó hơn. Vậy thì nó sẽ tác động trực tiếp đến hành vi và thói quen mua sắm của người tiêu dùng. B, khi thời trang bền vững nó lên ngôi thì cùng một cái nhu cầu mặc ít ra hay chúng tôi đang được một sản phẩm cũng như là ưu tiên cái mục tiêu là dùng lâu dài hơn so với cái việc là mua sắm liên tục hay các bạn. Điều này trực tiếp làm cho cái lượng rác thải ở thế giới chúng tôi nó được giảm thiểu một cách đáng kể. C, người dùng họ sẽ lựa chọn những cái sản phẩm thân thiện và theo đuổi cái lối sống xanh với sức ảnh hưởng của truyền thông, và kể cả khi họ không thực sự có mục đích bảo vệ môi trường nhân nữa thì họ vẫn đang cố gắng để mua những cái sản phẩm bảo vệ cho môi trường tốt hơn. Thì ít ra rằng ở thế giới của tôi những cái tác động thực tiễn nó thực sự tồn tại. Và ba, các công ty thời trang tại vì sao họ có động lực để chuyển đổi thành một cái công ty thời trang bền vững kể cả khi họ không thực sự làm gì đó ngay lập tức ngay bây giờ? Thời trang là một cái ngành có tính cạnh tranh rất là cao, thì các doanh nghiệp đang đua nhau quảng cáo cho sản phẩm của họ là một sản phẩm rất là xanh, đúng không? Vậy thì ở khi mà một cái xu hướng thời trang bền vững nó phát triển, nó sẽ thúc đẩy các cái doanh nghiệp cùng một cái lựa chọn một cái xu hướng phát triển bền vững hơn để làm cái hướng đi của mình, không chỉ để phục vụ mục đích truyền thông mà còn để là thu hút nhiều người mua hơn cho cái sản phẩm của họ. Vậy thì nếu ở thế giới các bạn, một doanh nghiệp lựa chọn xu hướng thời trang bền vững thì nó có tác động với môi trường nó sẽ rất là ít. Tức là ở thế giới các bạn, cái sự thời trang bền vững này nó chỉ xuất hiện thôi nhưng nó không trở thành một cái xu hướng phát triển. Vậy thì ở thế giới chúng tôi,
Khi mà chúng tôi có một cái xu hướng này phát triển rộng rãi như vậy thì doanh nghiệp sẽ đi theo một cái, thì doanh nghiệp sẽ chọn lựa theo cái xu hướng này và họ sẽ tạo ra những cái lợi ích thực sự rõ rệt với nhiều, với môi trường hơn. Khi mà số đông những cái doanh nghiệp họ có xu hướng họ chạy theo để họ phục vụ cái mục đích này, để thu hút truyền thông cũng như là tạo ra những cái sự thu hút đối với khách hàng của họ, thì họ hoàn toàn có thể chuyển mình làm được điều đó. Kể cả khi nhân lực và nguồn lực của họ không thực sự biến cho họ từ thời trang nhanh trở thành thời trang bền vững ngay lập tức, thì ít ra họ sẽ có những cái bước đầu chuyển đổi và làm cho cái sản phẩm của họ trở nên xanh hơn, sạch hơn, để họ có thể dùng cái những cái thông tin đó để quảng bá cho cái sản phẩm của họ. Vậy thì đó là lý do tại sao ở thế giới chúng tôi còn sự phát triển của cái xu hướng này, chứ không phải là chỉ là sự xuất hiện của thời trang bền vững ở thế giới chúng tôi. Vậy thì tôi xin cảm ơn và kết thúc phần trò chuyện của mình ở đây. Vâng, cảm ơn hai cô gái đã hoàn thành trong lượt thứ hai. Anh nghĩ các bạn đều đã có một lượt rất trôi chảy. Còn lại thì cần phải xem là những cái luận điểm và phần phản biện của các bạn có được ban giám khảo đánh giá cao hay không. Hãy cùng nghe luôn những phản hồi này của ban giám khảo. Xin mời anh Tuấn ạ. Các bạn đã có rất là nhiều cải thiện và tiến bộ so với lượt 1 của về mặt luận điểm của trận đấu nhé, chứ không nói về mặt người nói. Thì đầu tiên là ở đội ủng hộ, các bạn đã bắt đầu có những cái mô tả cho mình là thế thì cái xu hướng này nó sẽ khác biệt với cả chỉ đơn giản là cái sản phẩm hay là cái thời trang bền vững trông nó như thế nào. Các bạn cũng bắt đầu nói về được là bây giờ nếu mà về mặt truyền thông thì nó ảnh hưởng như thế nào, về mặt chi phí thì nó ảnh hưởng như thế nào, và đặc biệt là về mặt người dùng họ sẽ bị gọi là bị dẫn dắt sai như thế nào. Bên phía ngược lại thì đội phản đối cũng bắt đầu tấn công trở lại trên tất cả các mặt trận. Thì thực sự là đây là một phần tranh biện mà mình cảm thấy khá là thích thú, nhưng mà đồng thời nó cũng hơi rối để chấm. Bởi vì là có quá nhiều thông tin được đưa ra chỉ trong vòng 8 phút đúng không? Nên là mình nghĩ đây sẽ là một lượt rất là thách thức với cả tất cả giám khảo ngồi đây để mà thực sự chọn ra địa điểm cho ai. Nên là chắc là xin phép nói ngắn thôi để tiếp tục quay lại với việc suy nghĩ. Vâng, xin mời chị Uyên ạ. Thực ra ở trong lượt này thì chị Uyên hơi ngược ít ý kiến với lại anh Tuấn một tí xíu. Tại vì chị Uyên không thấy cái lượt này các bạn đã làm được đủ tốt để có thể nâng cái trận đấu này lên một cái tầm cao hơn. Lý do cho việc này á, đó là ở bên đội ủng hộ, những cái phản biện của bạn đưa ra thì có khá là nhiều phản biện mà chị thấy là có thể là do bạn không nghe kỹ cái ý tưởng của đội đối phương, hoặc có thể là do cái phản biện của bạn không có quá nhiều thời gian để bạn có thể trao chuốt một cái phản biện mạnh hơn ở trong trường hợp này. Còn đối với bên đội phản đối thì bạn có khá là nhiều phản biện tốt, tuy nhiên lại có một cái ý chính rất là lớn ở bên đội ủng hộ thì các bạn lại chưa giải quyết được. Cho nên ở trong lượt 2 là cái lượt mà chị sẽ cần các bạn sẽ phải có nhiều tương tác với hai bên, thì nhiều thì có nhưng mà chất lượng tương tác thì chị chưa đánh giá cao lắm. Cho nên lượt này chị nghĩ là vẫn là một cái lượt rất là khó chấm. Nhưng mà ở những người nói tiếp theo thì chị sẽ hy vọng rằng các bạn có thể nói nhiều hơn. Thì chị nghĩ rằng có những cái điểm mà bây giờ các bạn sẽ cần phải nâng cao lên, chứ không chỉ chơi ở trong cái mặt bằng mà mình đã xây dựng ở phía trước nữa. Vâng, xin cảm ơn hai giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cho điểm, phần rất hồi hộp. Vì chúng ta đã có một tỷ số 30-0. Điểm số bây giờ sẽ quyết định rất nhiều xem là các bạn sẽ phải làm gì ở lượt thứ 3. Đầu tiên, xin mời phần đánh giá của Hội đồng cựu thí sinh trường tin. Mời các bạn. Các cựu thí sinh của trường tin đã dành 10 điểm của mình cho đội phản đối. Mời anh Tuấn. Mình xin phép được cho điểm đội phản đối trong trường. Chị Uyên, điểm mà chị cho có thể kết thúc sớm trận đấu này. Thực sự là ai cũng cho điểm hết và cho điểm cùng lúc với nhau. Chỉ có điều là các giám khảo sẽ phải lần lượt nói ra cái số điểm của mình thôi. Cho nên là số điểm này thực ra là chị đã cho trước sau khi mà các bạn trình bày xong rồi. Và 10 điểm của chị cũng thuộc về đội phản đối. Một lượt cực kỳ thuyết phục. Và chúc mừng đội phản đối, các bạn đã có tỷ số 30-0 lần thứ hai và tổng điểm của các bạn hiện giờ đang là 60. Thi đấu là như vậy đúng không ạ? Nó sẽ có rất nhiều điều ảnh hưởng đến điểm số của các bạn, sự khó của kiến nghị, trạng thái của các bạn, phong độ của các bạn và cả những thông tin mà các bạn đang tìm kiếm nữa. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bạn cũng đã thu được rất nhiều kinh nghiệm đúng không ạ? Cảm ơn hai cô gái đã hoàn thành xong lượt này. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hệ thống tư duy của các bạn sau lượt thứ hai này. Ở lượt thi đấu thứ hai, đội ủng hộ đưa ra 3 luận điểm phản biện.
Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ không thay đổi ý thức bảo vệ môi trường mà chỉ chạy theo lợi nhuận. Thứ hai, người tiêu dùng cũng sẽ không thực sự cải thiện ý thức bảo vệ môi trường qua việc tiêu thụ thời trang bền vững. Thứ ba, người nghèo thực ra cũng không tiếp cận được thời trang bền vững với tài chính hạn hẹp. Họ tiếp tục củng cố luận điểm về môi trường với hai ý tưởng. Một, người tiêu dùng sẽ vẫn tiêu thụ thời trang và không bảo vệ môi trường. Hai, doanh nghiệp chạy theo chiến dịch tẩy xanh và không thực sự đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Đội phản đối phản biện cho rằng, người tiêu dùng dù có chạy theo xu hướng này thì vẫn giảm thiểu tác động lên môi trường. Ngoài ra, doanh nghiệp sợ chỉ trích của dư luận sẽ phải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Về vấn đề môi trường, họ chỉ ra thời trang bền vững tăng tuổi thọ sản phẩm và giảm lượng rác thải. Người tiêu dùng tăng nhận thức về môi trường và tiêu thụ ít hơn do mặc đồ bền hơn. Doanh nghiệp dần thay đổi với xu hướng mới. Họ chỉ ra 1. Thời trang bền vững tăng tuổi thọ sản phẩm và giảm lượng rác thải. 2. Người tiêu dùng tăng nhận thức về môi trường và tiêu thụ ít hơn do mặc đồ bền hơn. 3. Doanh nghiệp dần thay đổi với xu hướng mới. Trường tin VMIMAP 2022 đang quay trở lại với chúng ta và đây là trận tứ kết đầu tiên của chúng tôi. Bây giờ sẽ là lượt thứ 3 giữa hai thành viên. Xin giới thiệu lên sân khấu đến từ đội ủng hộ Phan Lý Hồng Lam và đến từ đội phản đối Phạm Trần Hoài Như. Một lượt rất đáng mong chờ, một lượt để các bạn có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu của các tranh biện viên, của các thí sinh trường tin. Tôi có thể nói luôn, tất cả chúng ta đều biết với tỷ số hiện giờ là 60-0, chiến thắng đã thuộc về các bạn. Tuy nhiên, đó là một điều mà chúng tôi luôn luôn muốn nhấn mạnh tại chương trình Trường Tin. Kết quả không bao giờ làm ảnh hưởng đến tinh thần thí sinh của chúng tôi, vì các tranh biện viên không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ dừng lại việc chia sẻ, việc nói lên tiếng nói và thể hiện kỹ năng của mình. Đặc biệt với một cô gái mà luôn luôn có phần thể hiện cá nhân xuất sắc, Lam, ngày hôm nay hy vọng là em sẽ không làm chúng tôi chờ đợi vô vọng, vì là lần nào bạn cũng luôn luôn có phần thể hiện rất ấn tượng. Em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện đó cái lượng điểm của đội của em một cách tốt nhất. Vâng. Và bên cạnh đó thì cũng là một người có khả năng tranh biện cũng như là một người thể hiện phần tranh biện cá nhân rất xuất sắc. Như cũng để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả. Và ngày hôm nay, sự đối đầu của hai bạn, cá nhân tôi rất mong chờ, hy vọng các bạn sẽ làm thật tốt. Vâng ạ. Lượt tranh biện thứ 3 của Trường Tin bắt đầu. Hiện nay chúng tôi sẽ đưa cho các bạn không chỉ một độc nhất mà là hai điều độc nhất. Đầu tiên là về nhu cầu. Rõ ràng tôi đã chứng minh từ lượng điểm 1 và lượng điểm 2 của mình là gì? Là nhu cầu của thế giới các bạn đang tăng lên và họ đang còn có thêm một động lực để mua thêm những sản phẩm mới. Là việc bảo vệ môi trường, tôi sẽ mua quần áo này một cách thoải mái vì tôi đang cảm thấy là tôi đang làm một việc tốt và tôi đang bảo vệ môi trường. Và chúng tôi tin rằng là điều này còn tệ hơn là kể cả ở một cái thế giới mà nó diễn ra thời trang nhanh. Vì sao? Vì rõ ràng thời trang nhanh là một cái thứ mà người ta có thể nhìn vào, người ta biết được rằng chiếc áo của tôi đang mua có thể là một cái phần gì đó đang kiểu tàn phá môi trường, nhưng ở thế giới các bạn thì lại không. Tại vì rõ ràng những gì mà thế giới các bạn nhận thấy là gì? Là tôi đang sử dụng một sản phẩm xanh và tôi sẽ càng có nhu cầu, kiểu khi mà tôi có nhu cầu tôi hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của mình vì tôi vẫn đang làm một việc tốt. Nhưng ở thế giới của chúng tôi thì rõ ràng kể cả khi là có thời trang nhanh thì rõ ràng những người mua này họ vẫn có thể biết được rằng là những cái quần áo của mình không phải là những cái thứ mà chúng ta có thể mua một cách thoải mái được. Và tất nhiên là khi mà họ đã nhìn thấy những cái sự tệ hại trước mắt thì họ sẽ có những cái động lực để thay đổi về sau này. Vì rõ ràng nhá, khi mà chúng ta thấy được cái sự tệ hại, sự thay đổi của môi trường, cái việc sử dụng thời gian nhanh nó tệ như thế nào thì họ mới có động lực để thay đổi. Còn ở thế giới của các bạn nhé, khi mà các bạn đã cho một xu hướng thời gian bình vững để đi lên và kiểu chiếm đóng thị trường chẳng hạn, thì rõ ràng là đầu tiên là về nhu cầu, các bạn đã không thể nào đảm bảo là nhu cầu người ta sẽ không giảm. Và rõ ràng nhất, nhu cầu cao thì những cái thứ các bạn thấy ra môi trường vẫn cao và các bạn không thể nào đảm bảo được việc bảo vệ môi trường. Và thứ hai là gì? Là việc người dân các bạn sẽ không bao giờ có động lực để thay đổi trong tương lai và họ sẽ tiếp tục mua những sản phẩm này. Và thứ ba là rõ ràng chúng tôi đã đề ra những cơ chế là gì? Là những cái nhà sản xuất, những công ty này hoàn toàn có động lực vì lợi nhuận, vì sự nhanh chóng và vì muốn tiếp thu xu hướng của môi trường, muốn tiếp thu xu hướng cả xã hội. Vì vậy mà họ sẽ luôn luôn có động lực để quảng bá sản phẩm của mình là một sản phẩm bảo vệ môi trường, nhưng thật ra là họ không được làm điều đó. Và các bạn nói với chúng tôi về việc là họ sẽ ít ra là có thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào? Họ sẽ thay đổi nhiều hay thay đổi ít? Rõ ràng là chúng tôi tin rằng là sẽ không có động lực để họ thay đổi nhiều đến thế. Vì sao? Vì rõ ràng thời trang mình vẫn cần nghiên cứu và cần
cần những cái thời gian để có thể nghiên cứu ra những sản phẩm mà nó có thể đưa ra thị trường đúng không? Nhưng rõ ràng là những cái nhãn hàng này họ không muốn dành nhiều thời gian đến vậy. Họ thứ họ nhận đó là gì? Là lợi nhuận, và thứ hai là xu hướng của xã hội. Và xu hướng của xã hội trước mắt của họ là gì? Là người ta đang muốn thời gian nhanh, vì rõ ràng H&M chỉ cần thay đổi một khẩu hiệu, người ta có thể lừa gạt khách hàng của họ rồi. Ok, tiếp theo, đến với sự động như thứ hai, nhận thức của con người. Tại vì sao nhận thức của con người trong thế giới các bạn lại tệ đến thế? Tại vì khi mà họ đã nghĩ rằng là việc mua những cái áo này là một cái việc đang giúp phần bảo vệ môi trường, thì rõ ràng ở một cái thế giới mà nó đang lưu động một cái xu hướng đó và phát triển nó lâu dài thì sao, thì rõ ràng con người sẽ có thể quên đi những cái việc làm khác. Vì rõ ràng là những cái truyền thông, những cái nhà marketing này đang nhận thức cho họ rằng là hãy mua những chiếc áo này đi và bạn đang bảo vệ môi trường đấy, bạn đang làm một phần gì đó cho môi trường. Nhưng rõ ràng điều này không thực sự có thể làm được. Và thứ hai là nhận thức của con người tại vì sao lại tệ đến thế? Tại vì khi mà họ đã ngấm ngầm những cái thông điệp truyền thông này rồi, rõ ràng là việc tôi mua cái áo này và tôi đang bảo vệ môi trường, chứ không phải là việc các nhà sản xuất phải thay đổi cách sản xuất của họ, hoặc là những cái nhà những cái phong trào xã hội phải đứng lên để phát triển để có thể thay đổi những cái tập đoàn lớn, những cái công ty, những cái nhà sản xuất thật sự đang thải ra rất rất nhiều chất thải ở ngoài môi trường hiện tại. Và chúng tôi tin rằng là chỉ ở thế giới chúng tôi thì phong trào xã hội mới có thể được phát triển một cách bền vững. Tại vì sao? Tại vì khi mà nhận thức của con người ở thế giới chúng tôi không phải là việc bản thân chúng tôi phải mua đồ để có thể bảo vệ môi trường, mà là nhận thức của con người ở thế giới chúng tôi là việc những cái thời gian nhanh này họ sản xuất ra đúng không, họ đang gây lại những tác hại như thế nào. Và rõ ràng chỉ ở thế giới chúng tôi thì con người mới có nhận thức được điều này. Còn chỉ ở thế giới các bạn, rõ ràng họ đang có một nhận thức từ một tư duy là gì, là việc tôi phải bảo vệ môi trường vì tôi là một người đang xả thải ra môi trường chẳng hạn. Nhưng rõ ràng là tác động của tôi rất nhỏ đến với môi trường, trong khi những cái nhà sản xuất, những cái tập đoàn lớn thì họ mới là cái thứ chủ chốt để làm điều này. Và tất nhiên là ở thế giới ở các bạn, con người sẽ hoàn toàn không có động lực để đặt áp lực lên những cái nhà sản xuất lớn này. Vì sao? Vì họ đang nghĩ rằng là bản thân tôi phải mua những chiếc áo này, phải mua những chiếc quần này để bảo vệ môi trường. Và rõ ràng họ còn quên đi những cái việc như là tôi phải làm những điều tốt hơn, tôi phải trồng cây gây rừng chẳng hạn. Và rõ ràng là ở thế giới các bạn vẫn không làm được điều đó. Nhưng ở thế giới chúng tôi, khi con người có thể thấy được những tác hại của môi trường tác động đến cái cuộc sống của họ, kiểu họ có thể thấy được trước mắt và họ có thể thấy được rằng là thời gian nhanh nó xấu như thế nào, thì tất nhiên là họ hoàn toàn có động lực để thay đổi và đặt những áp lực này lên những sản xuất để thay đổi trong tương lai. Và chúng tôi tin rằng là chỉ hai tính động nhất này hoàn toàn các bạn không thể nào đạt được ở thế giới các bạn, mà chỉ ở đội chúng tôi mới có thể làm được điều đó. Và chúng tôi tin rằng là về mâu thuẫn cuối cùng, về cái việc là các bạn sẽ nói là những người sản xuất của các bạn chưa được an toàn đúng không, vậy thì chúng tôi tin rằng là nó sẽ không bao giờ được có thể diễn ra. Vì rõ ràng là ở thế giới các bạn thì những nhãn hàng này vẫn như là một nhãn hàng chờ thời gian nhanh, nhưng mà chỉ được gắn mác là thời gian mình muốn thôi. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Kể cả là một người nổi tiếng, họ cũng có xu hướng lựa chọn thời trang nhanh. Và đó là thực trạng khi chúng ta không đẩy mạnh xu hướng thời trang bền vững và không để cho người ta nhận thức được là thời trang nhanh đang đem lại hậu quả lớn như thế nào. Các vấn đề về môi trường tôi sẽ giải quyết trong mâu thuẫn của mình. Nhưng trước hết hãy đến với phản biện dành cho lời ủng hộ. Một, cái nhu cầu tăng lên mà họ nói với thế giới của chúng tôi rằng là những cái người này, kể cả khi là họ theo trend liên quan tới cái việc là họ bảo vệ môi trường và họ mua những cái sản phẩm này, thì rõ ràng đó cũng là một cái mà tôi có thể khẳng định rằng là họ không bao giờ hoàn toàn nghe được những cái lời mà người một và người hai đã chứng minh rằng là với cái bản chất của thời trang bền vững, với những cái quy trình sản xuất của nó, một là quy trình sản xuất xanh thực đẹp, và hai chính là những cái nguyên liệu mà chúng ta dùng là bằng cái sợi dây đen hoặc là vỏ cam, nghĩa là vốn dĩ những cái điều đó nó hoàn toàn có thể tái tạo được. Vậy thì kể cả khi cái nhu cầu của chúng ta tăng lên và những cái nhu cầu này đang theo xu hướng, vậy thì nếu như kể cả khi cái nhu cầu đó đạt được một cái vấn đề là người ta sẽ thải ra nhiều hơn cái những cái quần áo người ta đã mua về từ thời trang bền vững, thì những cái điều này vẫn có thể tái tạo được. Và hai cái lớp cơ chế mà chúng ta có thể đạt được đó chính là cái vấn đề về second hand mà chúng ta có thể nói tới, mà họ chưa bao giờ đụng tới trong cái chuyện ngày hôm nay, mà họ chỉ đang cố gắng đặt lên cái nhu cầu rõ ràng. Nếu như kể cả khi tôi cho cái nền mạnh nhất của đồ họ về cái vấn đề nhu cầu và tôi tương tác hai cái này ở trên một hai cái nền khác nhau, vậy thì rõ ràng nếu như cái nhu cầu về thời trang nhanh tăng lên và họ vẫn nhận thức được rằng là theo như họ nói, cái nền tốt nhất của họ là họ sẽ nhận thức được những cái vấn đề về môi trường, nghĩa là họ sẽ kêu rằng là khi mà họ biết rằng họ đang tác động lên môi trường một cái điều xấu, nhưng rõ ràng họ vẫn không có bất kỳ một giải pháp nào để bảo vệ rằng là họ sẽ dừng cái việc mà tiếp tục cái nhu cầu trong đời sống của họ, bởi vì quần áo là một điều mà đã theo họ. Vậy thì rõ ràng kể cả khi ở cái vấn đề nhu cầu này, vậy kể cả khi là chúng tôi vẫn phải đẩy mạnh cái xu hướng liên quan tới thời gian bền vững, thì những cái điều này nó vẫn hoàn toàn tốt hơn về cái bản chất về người mua. Tiếp theo, những cái mâu thuẫn khác mà họ đã chưa bao giờ giải quyết cho chúng tôi về việc là vấn đề cấm thiết được đặt ra trong bối cảnh vẫn còn ở đó, vẫn là nỗi lo cho chính cái môi trường của chúng ta đang sống. Một, ở bên chúng tôi có thể có khả năng không giảm thiểu những cái tác động xấu mà ngành thời trang mang lại, nghĩa là chúng tôi còn tạo ra những cái tác động tích cực lên ý thức của mỗi người dân về môi trường. Một cái vấn đề lớn hơn mà thế giới các bạn cần giải quyết nhưng các bạn đã không giải quyết được, nếu là kể cả khi tôi để trên cái nền mạnh nhất của đội bạn, khi mà đội bạn không bao giờ vẽ ra một cái cơ chế là nếu như các bạn phản đối xu hướng thời trang bền vững, thì các bạn có một cái nền thời trang nào để đảm bảo cái nền kinh tế của thời trang và xuyên suốt hai lượng nói của họ, họ vẫn cố gắng đảm bảo thời trang nhanh, nhưng ngay từ đầu lượng một của họ, họ lại bảo rằng là họ sẽ không bảo vệ cái điều này đâu. Vậy thì rõ ràng họ không bao giờ đạt được tính độc nhất và tính nữa
mà là tại vì sao tính hợp nhất của họ không hoàn toàn quan trọng đến chuyện ngày hôm nay. Một cái vấn đề mà bản thân các công ty thời trang nhanh, kể cả là những cái công ty thời trang khác mà không phải là thời trang bền vững, nếu như muốn phát triển về lâu dài theo xu hướng phát triển thời gian xanh sạch đẹp thì họ ít nhất mà họ vẫn phải được mọi người chấp nhận, kể cả khi là cái xu hướng này chúng tôi cần được đẩy mạnh để nâng cao cái tiếng nói của những cái xu hướng này và người ta nhận thức được, thì kể cả khi họ phải có một cái cơ chế về thuế hoặc chính cái công ty này phải có phương pháp xử lý các vấn đề về đó. Như người hai trước để chứng minh rằng việc chúng tôi không thể ngay lập tức chuyển đổi cái cơ cấu trở thành thời trang bền vững, nhưng nếu như cái xu hướng này được đẩy mạnh, như cái việc mà chúng tôi ủng hộ cái sự phát triển của xu hướng này và cái xu hướng này ở trên nền tốt nhất của chúng tôi, thì ít nhất chúng tôi sẽ cho những cái công ty này biết rằng, và kể cả khi là các ông lớn trong nghề thời trang biết rằng là à, nếu như bạn theo cái thời trang bền vững này, bạn sẽ nhận được cái nhu cầu của người mua nhiều hơn như cái cách mà người ba họ đã nói. Tiếp theo, ngay từ trước cái khâu sản xuất, nghĩa là trước cái khâu mà họ nên nói về những cái ngành thời trang khác, kể cả khi họ không đánh mạnh về thời trang nhanh, thì vấn đề về cái khâu sản xuất và những cái khâu liên quan tới nguyên liệu họ đã có thể thải ra môi trường, nghĩa là họ bảo rằng chúng tôi không giải quyết được cái vấn đề về môi trường và chúng tôi không thể tác động được các ông lớn, nhưng một những cái vấn đề người mua chúng tôi đã có thể đạt được, và kể cả khi ở trong trường hợp tệ nhất thì ở bên thế giới của họ vẫn liên tục thải ra những cái rác thải mà tác động lên môi trường và những cái tác động đó là xấu, vậy thì rõ ràng họ cũng không bao giờ có một cái giải pháp bảo vệ môi trường, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có thể làm được điều đó. Và bằng cách nào thì các bạn cũng sẽ bị ít hơn về quyền lợi, và quyền lợi tốt nhất về những cái công ty này, hoặc kể cả khi là họ trong trường hợp là họ sẵn lòng đáp ứng những cái xu hướng xanh của tất cả các nguồn lợi của ngành thời trang rót vào bằng cái số tiền mà cái thế giới đang đi giải quyết cho các vấn đề về bảo vệ môi trường. Bởi vì rõ ràng ở ngay từ đầu cả hai đội cùng thống nhất về việc là chúng ta cần phải bảo vệ môi trường cho một cái môi trường sống mà chúng ta đang phải thở, vậy thì rõ ràng với tất cả những cái gì mà họ đem lên, họ không bao giờ đảm bảo được cái vấn đề về bảo vệ môi trường. Cuối cùng, một cái nhóm đối tượng mà chúng tôi luôn luôn phải nhắc tới nhưng họ chưa bao giờ nhắc tới trong lượt của họ, đó chính là cái nhân công. Nghĩa là đây là nhóm đối tượng mà người một chúng tôi đem lên một cái quá trình sản xuất, kể cả nếu như chúng tôi phản đối cái sự phát triển theo cái thế giới của họ, vậy thì rõ ràng là một nhân công ở trong ngành thời trang nhanh hoặc một nhân công khác với 14.000 một tiếng họ phải làm rất nhiều, nhưng rõ ràng là họ phải chịu những cái tác động độc hại từ những cái nguyên liệu mà họ đã phải chịu đựng. Và cái thứ hai đó chính là nếu như chúng tôi đẩy mạnh cái xu hướng này thì họ sẽ có thể nâng lên tiếng nói của họ, bởi vì họ được nhận biết và họ được sống cho chính cái cuộc sống của họ và không còn phải chịu những sự độc hại đó. Vậy thì sẽ không có bất kỳ một công xưởng bằng máu nào bởi người công nhân được có thể đẩy mạnh cho sự phát triển của thời gian. Em xin kết thúc phần trò chuyện của mình. Vâng, đó là phần thể hiện của hai bạn Hồng Lam và Hoài Như. Bây giờ hãy xem là hai giám khảo đưa ra những nhận xét thế nào cho các bạn. Xin mời chị Uyên. Ở lượt nói thứ ba này thì chị nhận thấy có rất là nhiều sự nỗ lực đến từ cả hai đội. Ở bên phía đội ủng hộ, các bạn cố gắng là giải thích nhiều hơn cho đội của mình. Tuy nhiên thì chị có một cái lời khuyên cho các bạn là sau này khi mà các bạn ở lượt thứ ba ấy, thì chị sẽ cần các bạn đối diện với lại cái trường hợp tốt nhất của đội đối phương này. Các bạn hãy cố gắng so sánh nhiều hơn và tránh sử dụng lại những cái cụm từ mà hai đồng đội trước của mình đã sử dụng lại quá nhiều, bởi vì nó sẽ tạo cho cảm giác của giám khảo là bạn đang lặp lại những điều đồng đội nói. Đối với đội phản đối trong trường hợp này, các bạn có một vài cái ý tưởng và chị thấy là những cái ý tưởng này nó khá là mới so với trận đấu, cho nên là khi mà các bạn muốn đưa cái ý tưởng này vào thì các bạn nên cẩn thận hơn về cái cách sử dụng từ ngữ của mình. Vâng, cảm ơn chị Uyên ạ. Anh Tuấn, tôi thấy anh Tuấn trông có vẻ đang hơi căng thẳng. Thực ra thì cũng không có gì căng thẳng. Thực ra cái này có lẽ là nhận xét dành cho cả hai bạn ở lượt này, thì có một cái mà hai bạn, có lẽ chị Uyên đã nhắc rồi ở lượt trước, đấy là thiếu tương tác. Thì ở lượt này mình thấy các bạn mặc dù cũng có xin chất vấn nhau nhưng nhất quyết là không ai chịu nhận. Thì đấy là một cái mình nghĩ là, và cũng từ cái này rất là tiếc, tại vì thứ nhất là các bạn thiếu tương tác. Cái thứ hai là có lẽ một phần chất vấn vì mình nhận câu hỏi của đối phương sẽ là một cách nào đấy để mình giúp mà mình có một cách nhìn tốt hơn về cái việc là đối phương đang muốn tấn công một điểm nào của đội mình chẳng hạn. Thì đấy có lẽ một cái mà mình thấy khá là tiếc ở lượt này của cả hai đội. Còn đương nhiên là các bạn đã làm rất là tốt ở lượt này. Cảm ơn cả hai. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều ạ. Còn bây giờ hãy cùng chờ đợi điểm số dành cho các bạn sau lượt thứ 3. Đầu tiên sẽ là điểm số được đưa ra bởi Hội đồng cựu thí sinh trường tin. Mười điểm đã dành cho đội. Xin mời anh Tuấn. Mình xin phép được dành 10 điểm của mình dành cho đội ủng hộ. Cảm ơn. Xin mời chị Uyên. Mình xin phép dành 10 điểm của mình cho đội phản đối. Xin chúc mừng. Cảm ơn hai bạn. Chúng ta có thể quay trở về vị trí của mình được rồi. Và như thông lệ, sau mỗi lượt chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại hệ thống tư duy của hai đội. Người thứ ba của đội ủng hộ tập trung vào vấn đề, nhu cầu và nhận thức của xã hội về thời trang. Về nhu cầu, họ cho rằng người tiêu dùng vẫn tăng tiêu thụ thời trang nói chung, còn nhà sản xuất thì chỉ chạy theo lợi nhuận, quảng bá tẩy xanh nhưng không thực sự sản xuất thời trang bền vững.
Về nhận thức, khách hàng chỉ nghĩ rằng tiêu thụ thời trang bền vững là bảo vệ môi trường mà không thực sự hiểu vấn đề cốt lõi cũng như không gây áp lực lên nhà sản xuất. Đội phản đối phản biện cho rằng người tiêu dùng dù có chạy theo xu hướng thì tác động vẫn tốt hơn là họ tiêu thụ thời trang nhanh. Về vấn đề môi trường, họ cho rằng cuối cùng ý thức người dân cũng sẽ được cải thiện, còn doanh nghiệp theo thời gian sẽ thay đổi cách thức sản xuất cho phù hợp. Ngoài ra, nhân công ngành thời trang với vấn đề môi trường làm việc độc hại cũng sẽ có động lực lên tiếng để thay đổi tình hình. Quý vị đang cùng quay trở lại với Trường Tin 2022 và đây là lượt thứ tư lượt phản hồi của chúng tôi. Người sẽ thực hiện lượt phản hồi này ở hai đội xin giới thiệu lên sân khấu. Phía đội ủng hộ, xin mời Nguyễn Ngọc Nguyễn. Và đại diện của đội phản đối, xin mời Lê Anh Chi. Nguyễn thân mến, hãy tiếp tục cho chúng tôi xem tinh thần của những tranh biện viên. Và bạn sẽ là người đi sau ở lượt này. Đội phản đối sẽ đi trước. Mỗi đội sẽ có 2 phút. Và tất nhiên ở lượt này thì chúng ta không còn quyền đặt câu hỏi nữa. Hãy tiếp tục cho chúng tôi thấy sự xuất sắc của hai đội. Lượt phản hồi của Trường Tin ngày hôm nay bắt đầu. Đặt rất nhiều vấn đề cho thế giới của chúng tôi, nhưng đội ủng hộ chưa bao giờ chứng minh rằng là họ sẽ giải quyết những vấn đề này tốt hơn như thế nào. Vậy hãy để tôi cùng làm một phép so sánh. Kể cả khi chúng tôi chấp nhận thế giới tốt nhất của đội ủng hộ và so sánh nó trên nền thế giới tệ nhất của chúng tôi thì chúng tôi vẫn thắng trong trận ngày hôm nay. Thứ nhất, hãy đến với vấn đề về môi trường. Các bạn đặt rất là nhiều cái cơ chế, đầu tiên là về nhu cầu, và các bạn cho rằng là cái nhu cầu này sẽ không bao giờ giảm, nhưng chúng tôi tin rằng là cái nhu cầu đúng không giảm, nhưng cái việc rằng là họ chỉ chuyển từ sử dụng sản những cái sản phẩm thời trang nhanh sang những cái sản phẩm thời trang bền vững, chứ không có xuất hiện cái việc là họ sẽ mua nhiều hơn như các bạn đang nói. Và kể cả khi như vậy nhé, thứ nhất, cái vì sao họ không có động lực để mua nhiều hơn, thế giới chúng tôi, đầu tiên những cái sản phẩm này như cả hai đội đều đã cùng đồng ý trong trận đấu hôm nay là nó có giá đắt hơn, nhưng đồng thời nó cũng sẽ có cái độ bền cao hơn. Vậy thì cơ bản là động lực mua thêm nhiều quần áo hơn ở thế giới của đội chúng tôi là không có, bởi vì cơ bản cái giá, một cái giá thành rất đắt và họ có thể sử dụng cái quần áo đó trong một thời gian dài như vậy. Thì chúng tôi không hiểu tại vì sao cơ chế nào ở bên thế giới của các bạn chỉ ra rất nhiều tác động của việc là những người này họ sẽ mua tràn lan và mua nhiều hơn và kích thích cái nhu cầu mua của người dùng nhiều hơn. Và cái vấn đề thứ hai là gì? Cái vấn đề xu hướng. Cơ bản xu hướng thời trang bền vững nó là đã là một cái mục tiêu, hoặc là hướng đến sự bền vững chứ không phải là sự đổi mới nhanh như các bạn đang nói. Vậy thì cơ bản khi mà có sự phát triển của xu hướng bền vững này, tôi tin rằng là động lực mua nhiều hơn của con người nó mới thực sự giảm lại. Vậy thì cái vấn đề giải quyết ở môi trường, kể cả khi chúng tôi chấp nhận những cái về vấn đề về nhu cầu của các bạn, thì ở thế giới chúng tôi vẫn đang bảo vệ tốt hơn môi trường. Và cái thứ hai nữa là về sự tự do lựa chọn. Các bạn nói rất nhiều về việc là người tiêu dùng họ sẽ có bị giới hạn về sự tự do lựa chọn như thế nào, nhưng chúng tôi tin rằng là kể cả khi chúng tôi chấp nhận là những người này họ sẽ có thể mua ít quần áo hơn với ít mẫu mã hơn, nhưng cái vấn đề là có cái quyền tự do lựa chọn nó có thực sự quan trọng hay không, hay so sánh với những cái vấn đề lớn hơn như là môi trường thế giới chúng tôi, cũng như là những cái vấn đề về việc những cái người nhân công họ đang phải trả bằng máu như thế nào khi họ phải làm việc cho những cái công xưởng mà nó không thực sự bền vững như vậy, với một cái môi trường làm việc ô nhiễm cũng như là bóc lột lao động như vậy. Đó là những cái vấn đề mà đội ủng hộ đến cuối trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa bao giờ được giải quyết được chúng tôi. Vì vậy chúng tôi nên rằng là tự hào là đội phản đối. Xin cảm ơn. Thưa các bạn, thời trang không phải là cách để giáo dục con người về ý thức bảo vệ môi trường, mà thời trang nó còn bị tác động bởi nhu cầu của con người. Chính vì thế mà chỉ khi con người nhận thức được cái sự ảnh hưởng trực tiếp của môi trường lên chính đời sống của họ, thì họ mới có ý thức và động lực để bảo vệ môi trường. Và ý thức, cái động lực đó, nó mới là cái cơ sở mạnh mẽ nhất để mà cải thiện môi trường. Và hình ảnh của những người ngư dân làng chài làm sạch bãi biển ở Khánh Hòa đó chính là một ví dụ điển hình cho vấn đề này. Thế thì trong thế giới ủng hộ, những cái lợi ích đầu tiên mà chúng tôi đảm bảo được đó chính là gì? Thứ nhất, đó là quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Qua đó, thứ nhất đó chính là chúng tôi đảm bảo được lợi ích và quyền lợi của người tiêu dùng. Qua đó mà chúng tôi đảm bảo được cái tính đúng đắn của thời trang bền vững, vì người dân ở thế giới chúng tôi họ không cần phải chạy theo bất kỳ một cái xu hướng nào, họ thực sự có thể lựa chọn những cái sản phẩm thời trang có ý nghĩa đối với họ, đó chính là phù hợp với giá tiền hoặc
là thể hiện những cái cá tính của mình. Và những người thực sự theo đuổi cái xu hướng thời trang bền vững thì sao? Rõ ràng họ vẫn có thể tiếp tục theo đuổi với điều đó. Và lợi ích thứ hai đó chính là các phong trào bảo vệ môi trường của thế giới chúng tôi mới có thể hoạt động mạnh mẽ và hoạt động theo nhiều hướng khác nhau, từ đó giải quyết vấn đề môi trường theo nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là những cái phong trào xanh về làm sạch bãi biển, trồng cây xanh, hay kể cả là những cái phong trào về việc tố cáo những cái công ty, những cái xí nghiệp đã vi phạm những cái điều khoản về môi trường. Và chỉ có ở thế giới chúng tôi thì những cái phong trào này mới có động lực để phát triển và môi trường mới thực sự được bảo vệ. Và thế thì rõ ràng khi con người sử dụng một mặt hàng thời trang bình thường thì họ cũng có thể biến nó trở nên bền vững, bởi vì cái sự sử dụng tiết kiệm của họ, cái sự giảm nhu cầu mua của họ và cái sự bảo quản, cái sự sử dụng của họ theo một cách lâu dài hơn. Cái cách mà để thời trang thực sự bền vững ở đây là gì? Không phải là mua càng nhiều những cái mặt hàng thời trang thân thiện môi trường nó mới thực sự bền vững, mà ở đây cái cách thời trang bền vững chúng tôi sử dụng, chúng tôi hướng đến là giảm nhu cầu mua của người tiêu dùng, từ đó giảm cái lượng sản xuất những cái sản phẩm quần áo không cần thiết và cái sự tiêu hủy quần áo dư thừa đó. Và rõ ràng những cái thứ đó mới thực sự là bền vững và hướng đến một môi trường xanh sạch hơn. Tôi xin cảm ơn ạ. Lượt phản hồi đã được thực hiện và giờ này là giờ mà chúng ta có thể tạm thời thả lòng bản thân được rồi. Chúng ta sẽ không lắng nghe những nhận xét của lượt phản hồi mà chúng ta sẽ lắng nghe kết quả sau cùng thôi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Trận tranh biện chủ yếu xoay quanh vấn đề bảo vệ môi trường. Về người tiêu dùng, đội ủng hộ cho rằng những người này sẽ không thay đổi nhận thức mà sẽ nhầm lẫn và đánh đồng việc tiêu thụ thời trang bền vững và bảo vệ môi trường. Còn đội phản đối cho rằng thời trang nhanh vẫn sẽ được tiêu thụ ở phe của đội ủng hộ, nên ít nhất tiêu thụ thời trang bền vững vẫn đỡ gây hại cho môi trường hơn. Về doanh nghiệp, đội ủng hộ cho rằng các nhà sản xuất chỉ chạy theo xu hướng để kiếm lợi nhuận, chứ không thực sự đảm bảo tiêu chuẩn bền vững. Đội phản đối lại cho rằng các doanh nghiệp sẽ thay đổi dần theo thời gian dưới áp lực của dư luận. Ngoài ra, đội phản đối còn đặt ra vấn đề nhân công lao động, rằng môi trường làm việc của họ với xu hướng thời trang bền vững sẽ bớt độc hại hơn. Vấn đề này không được đội ủng hộ phản hồi. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 lượt của trận tranh biện ngày hôm nay và cả 6 thí sinh đều là những người rất xuất sắc. Tuy nhiên, hãy xem khán giả bình chọn ai là người mà họ yêu mến nhất. Với kết quả bình chọn này, xin chúc mừng cho thí sinh lần thứ 2 được nhận chứng nhận này của chương trình. Xin mời Phan Lý Hồng Lam. Cộng với lần trước thêm lần này thì theo gợi ý của các khán giả chương trình thì bây giờ nickname mới của bạn gọi là Lam 4 triệu. Bây giờ thì tôi xin phép được trao cho bạn cái chứng nhận này và xin chúc mừng bạn với 2 triệu đồng phần thưởng dành cho thí sinh nói xuất sắc nhất tuần. Bạn có muốn chia sẻ cảm nghĩ gì không ạ? Em rất là vui khi được đấu trận ngày hôm nay và em tin là đến cuối cùng em vẫn luôn tự hào là đội ủng hộ. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và các bạn hãy luôn tự hào là một thí sinh trường tin. Xin mời cả 6 thí sinh hãy quay trở lại sân khấu ạ. Nhiệm vụ của tôi là đưa ra tổng số điểm ngày hôm nay và thời điểm này. Hãy xem ban giám khảo đánh giá thế nào. Hội đồng thí sinh đã quyết định dành 5 điểm của mình cho đội phản đối. Và ban giám khảo của chúng tôi, chị Uyên và anh Tuấn đã dành mỗi người 5 điểm của mình cho đội ủng hộ. Chúng ta đã có tỷ số chung cuộc của trận tứ kết ngày hôm nay. Xin chúc mừng đội phản đối đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số là 85-20. Các bạn sẽ là đội đầu tiên của trường tin năm nay đầy tự tin bước vào trận bán kết. Hãy thể hiện xuất sắc như ngày hôm nay và có thể tiếp tục mang đến những chiến thắng được không ạ? Chúng tôi ở đây, cả đội ngày hôm nay chưa thắng cuộc cũng như ban tổ chức và giám khảo đều chúc cho các bạn sẽ có thể thi tiếp và luôn luôn tự tin như ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty Tâm Trí Lực đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn ban giám khảo đã làm việc rất công tâm, rất vất vả. Và xin cảm ơn cả những huấn luyện viên đã giúp đỡ các thí sinh rất nhiều nữa. Và đặc biệt, chúng tôi biết rằng mỗi kiến nghị của chúng tôi, mỗi sự xuất hiện của các thí sinh ở đây đều là một điểm thu hút với quý vị khán giả. Hãy để lại những lời động viên cho các thí sinh, những
bình luận để đóng góp cho kiến nghị tại trang fanpage của VTV7. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải tạm thời tạm biệt nhau. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.